Trong thời gian mang thai, mẹ bầu có nguy cơ đối mặt với không ít các tình trạng y tế nguy hiểm, trong đó có tiền sản giật. Việc nhận biết các dấu hiệu tiền sản giật kịp thời sẽ giúp mẹ bầu có thể hạn chế mức thấp nhất các nguy cơ xấu. Vậy tiền sản giật là gì và nguy hiểm như nào? Xin mời các chị em hãy cùng tham khảo ngay những thông tin sau nhé. 1. Tiền sản giật là gì? Tiền sản giật là một hội chứng bệnh lý sản khoa hết sức nghiêm trọng, thường xảy ra vào nửa sau của thai kỳ, đi kèm với những dấu hiệu tổn thương các cơ quan khác, thường là gan và thận, phổi. Tình trạng này có liên quan mật thiết đến việc huyết áp tăng cao khi mang thai. Tình trạng huyết áp tăng nhẹ cũng có thể là dấu hiệu của tiền sản giật khi mang thai. Nếu không chữa trị kịp thời, mẹ bầu có thể bị sản giật, đột quỵ, rất nguy hiểm cho tính mạng của cả hai mẹ con. 2. Nguyên nhân. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác của tiền sản giật. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ nhau thai, cơ quan nuôi dưỡng thai nhi trong suốt thai kỳ. Trong giai đoạn đầu của thai kỳ, các mạch máu bắt đầu phát triển để đưa lượng máu đầy đủ đến nhau thai. Ở những phụ nữ bị tiền sản giật, các mạch máu ấy dường như phát triển không đầy đủ, chúng hẹp hơn so với các mạch máu bình thường và đáp ứng không đúng với các kích thích nội tiết tố, từ đó khiến số lượng máu giảm dần. Nguyên nhân gây nên hiện tượng trên có thể là do không đủ lượng máu vào tử cung, tổn thương mạch máu, hệ miễn dịch đang xảy ra vấn đề do ADN của người mẹ. 3. Các yếu tố tăng nguy cơ tiền sản giật. Một số yếu tố sau đây có thể góp phần dẫn đến sự xuất hiện tiền sản giật như thai phụ bị một số chứng rối loạn như máu khó đông, có tiền sử mắc bệnh tiểu đường, bệnh thận hoặc bệnh tự miễn như lupus là ngoài da, có người thân trong nhà như bà, mẹ, cô, dì hay chị em ruột bị tiền sản giật, bị béo phì, thừa cân trong thai kỳ hoặc mang thai trên 40 tuổi. 4. Cách điều trị. Không có xét nghiệm cụ thể nào để chẩn đoán bệnh tiền sản giật. Bác sĩ sẽ chẩn đoán dựa trên các triệu chứng như huyết áp tăng và khó thở. Bác sĩ sẽ thực hiện xét nghiệm máu và kiểm tra protein trong nước tiểu cho bạn. Các dấu hiệu chính là huyết áp tăng cao và có protein trong nước tiểu. Ngoài ra, siêu âm và kiểm tra nhịp tim thai nhi chuyển động cũng sẽ được thực hiện. Dựa vào các dấu hiệu này, bác sĩ sẽ đưa ra kết luận chính xác. Cách chữa trị dứt điểm là để sản phụ sinh nở càng sớm càng tốt. Bác sĩ sẽ trao đổi với bạn về thời điểm sinh con dựa trên tuần thai, tình trạng phát triển của thai nhi cũng như mức độ nghiêm trọng của bệnh. Nếu em bé phát triển tốt, đủ 37 tuần hoặc hơn, bác sĩ sẽ chỉ định sinh ngay để tình trạng tiền sản giật không diễn biến tồi tệ hơn. Nếu em bé ở dưới 37 tuần tuổi và bệnh diễn biến chưa quá nghiêm trọng, bác sĩ sẽ theo dõi chặt chẽ cho đến khi thai nhi phát triển đủ để cuộc sinh nở diễn ra an toàn. Nếu bạn bị tiền sản giật nhẹ, không có nguy cơ gây ra biến chứng nghiêm trọng, bác sĩ sẽ điều trị bằng cách khuyên nghỉ ngơi tại giường nên nằm nghiêng về bên trái, theo dõi cẩn thận bằng máy đo nhịp tim thai và siêu âm thường xuyên, xét nghiệm máu và nước tiểu, cho uống thuốc hạ huyết áp. Khoảng 6-8% phụ nữ mang thai bị tiền sản giật, bệnh thường xảy ra nếu bạn mang thai lần đầu hoặc sau khi sinh. Chị em có thể hạn chế khả năng mắc bệnh bằng cách giảm thiểu yếu tố nguy cơ. Hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ để biết thêm thông tin chi tiết đối với trường hợp của mình nhé.